Sao nói gì chứ? Cứ nói chuyện đương nhiên đi, không sao đâu. Dạ, ai ai chiên phải tay lên. Mình ăn chiên, ngon. Ngon quá mọi người. Ngon à? Ngon ăn không? Loan xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một năm mới vạn sự như ý, vạn điều bình an. Hôm nay mình cùng với mọi người và gia đình mình đón giao thừa bằng món khoai lang chiên ăn cùng với lại tương ớt và món rau câu của nhóm em dâu làm. Mình không có làm mọi người, mình chỉ hỗ trợ chút chút thôi. Bây giờ xin mời tất cả mọi người theo chân mình nha. Đây là những món ăn của ngày Tết. Thịt kho hộp vịt, khổ qua thì nhồi thịt, đậu que xào với thịt. Còn thịt này thì mình sẽ ram nha mọi người, để ít bữa nữa mình ăn bánh tráng. Bắp cải thì hầm với xương. Đây là ngày cuối cùng của năm cũ. Em trai, em dâu và cháu của mình nó mang những chiếc xe ra để rửa cho sạch sẽ, chuẩn bị đón năm mới. Thì nhà mình cũng mới vừa dọn dẹp cách đây khoảng một tuần đó mọi người. Bây giờ chỉ dọn sơ lại thôi. Năm nào cũng vậy, nhà mình cũng tổng vệ sinh vào ngày cuối năm. Năm nay là mình chỉ cầm máy quay mình quay mẹ mình, em trai và em dâu cùng với lại đứa cháu mình dọn dẹp sơ mọi người. Bây giờ phải dùng xà bông nè, rửa sạch sân, rồi xịt cho nó sạch. Mấy ngỗng nhà mình đã thấy nước nó mừng, nó tắm rồi mọi người. Mình dùng khoảng 1 kg khoai lang Nhật. Bây giờ mình sẽ đi bào vỏ ra, rửa sạch để ráo và sắc lát mỏng ra để lát nữa mình chiên ăn cùng với lại cái tương ớt này. Giờ xin mời tất cả mọi người theo chân mình nha. Mình dùng một thau nước như thế này để khi mình bào khoai lang á, mình bỏ vào đây thì khoai lang nó sẽ không bị đen ha. Mình dùng khoai lang Nhật chiên ăn nó sẽ ngon, vì khoai lang Nhật đó nó có độ ngọt đó mọi người, vừa có độ chắc nữa. Tết mình không biết làm món gì nên mình làm món khoai lang Nhật chiên ăn cùng với lại tương ớt ha, ăn trong đêm giao thừa cùng với gia đình. Mình chọn những củ khoai lang vừa, không to không nhỏ nhưng nó phải suông, để khi mình chế biến mình bào vỏ như thế này nè thì rất là dễ dàng. Mọi người không nên chọn những củ khoai lang có nhiều con hẻm hoặc là nó ngoằn ngoèo, nó không có suông. Mình gọt vỏ rất là khó và chế biến cũng hơi bị lâu á mọi người. Mình nhớ lúc nhỏ anh hai của mình hay dùng rơm chất lại thành đống để nướng khoai lang cho mình ăn. Cái vị khoai lang nó vừa ngọt vừa bùi, rất là nhớ luôn mọi người. Tại vì lúc nhỏ đó mình đâu có gì đâu ăn, chỉ có khoai nướng, bắp nướng hoặc là những con cua con cá nướng. Anh hai mình giỏi làm những món nướng đó lắm mọi người. Lúc nãy giờ mình gọt khoai lang bỏ hết vỏ mọi người, mình ngâm vào nước như thế này nè, khoai lang nó không có bị đen. Bây giờ mình sẽ mang đi rửa thật sạch nha. Mọi người nhìn cái màu khoai lang nè, nó trắng ngà ngà chứ nó không có bị đen nha. Mình phải ngâm vào nước như thế này nè để cái màu của nó được đẹp ha. Mình sẽ đi rửa khoai lang thật sạch ha. Mình xem trên khoai lang nó có những cái dấu vết gì đen đen á, mình sẽ loại bỏ hết nha mọi người, để một lát mình chiên lên nhìn nó đẹp mắt ha. Mình cũng chuẩn bị một thau nước như thế này mọi người. Mình sẽ sắc khoai lang bỏ vào đây ha. Mình sắc khoai lang miếng vừa ăn, không to không nhỏ, để lát mình chiên, miếng khoai lang sẽ được chín đều. Mình sắc miếng xéo xéo như thế này nè mọi người, để một lát mình chiên nhìn cho nó đẹp mắt ha. Mình sắc khoai lang ra ngâm nước đầu tiên thì nó sẽ đục đục như thế này mọi người, vì cái mũ khoai lang nó ra đó.
Khoai lang này mình thay nước này nữa là nước thứ hai nè mọi người. Bây giờ nước nó trong rồi ha. Mình sẽ vớt ra nha. Để ráo rồi mang đi chiên. Khoai lang này mình ngâm rồi rửa sạch mới vừa vớt ra nè mọi người. Bây giờ mình để ráo nước chút xíu ha. Mình sẽ mang đi chiên. Mình vớt khoai lang ra rổ như thế này. Để cho nó ráo một chút xíu mình mới mang đi chiên ha. Đây là mẹ mình đang đổ dầu vào chảo để chiên nha mọi người. Cái khâu đầu thì mình làm phụ. Bây giờ khâu chiên là mẹ mình chiên ha. Năm rồi thì mẹ mình làm món khoai mì chiên cay á, còn năm nay thì mẹ mình làm món khoai lang chiên ăn cùng với lại sốt tương ớt. Thường khi Tết á thì người ta làm mứt làm bánh, còn mình á thì làm món khoai lang Nhật chiên ăn cùng với lại tương ớt. Mình làm cho nó lạ lạ một chút mọi người. Chứ bánh mứt thì những ngày Tết nhà ai cũng có. Rồi những cái món giống như là mứt, bánh thì mọi người chắc ai cũng biết làm. Cái món này mình nghĩ cũng đơn giản, nhưng mà cái món này để đón giao thừa cho cả gia đình mình quây quần ngồi bên nhau ăn nó vui với mọi người. Khoai lang Nhật này mình chế biến rất là nhiều món ăn trong cuộc sống hàng ngày. Mình chiên, luộc hoặc là nấu lagu. Rất là ngon luôn mọi người. Mình thích nhất là ăn khoai lang Nhật này luộc. Nó có cái vị ngọt nè, vị dẻo nè, ăn vào rất là ngon. Dùng khoai lang Nhật chiên, chiên rồi nó chín cái nó phồng lên vậy nè. Phồng lên vậy là ngon dữ lắm. Ăn ngọt khỏi mình khỏi đi đường vô nè. Để vậy á, tự vậy là nó phồng mình chiên ha, cái là nó chín táo cái nó phồng lên nè. Phồng lên cái mình vớt ra. Như miếng này cũng sắp tới rồi đó. Vậy mình canh mình trở cho nó đều, có thời nó sắp chín cái nó phồng lên, cái vàng cái mình vớt ra. Khoai lang này nó, khoai lang Nhật này nó lâu bị gì nó không có chất dẻo đó. Nó lâu hơn cái khoai lang kia. Chứ còn có khoai lang hộp gà kia nó mau lắm. Nó màu chín. Cái này thì nó có chất dẻo nên nó lâu hơn. Sắp phù lên nè, đó, bề này sắp phù lên nè. Sắp phù lên là nó phù lên, phồng lên là sắp chín rồi đó. Phồng lên là sắp chín rồi. Cái mình coi mình trở. Mình trở nó phồng đều, có nó vàng, có mình vớt ra. Mình lấy cái này nè. Đó. Cái này nè, nó phồng lên nè. Đó. Nó nhìn vàng dữ rồi đó. Mình canh, bởi mình chiên mình canh đó. Mình canh coi nó vàng cái vớt ra. Đừng có để nó sạm quá. Nè, nó phù lên nè, thấy không? Đó, còn ghê không? Nó phồng lên đó. Món khoai lang chiên này mình ăn nóng mới ngon nha mọi người. Mình để nguội quá thì nó sẽ mềm, ăn không ngon. Mình ăn đến đâu thì chiên đến đó. Nó hơi nguội nguội xíu là mình ăn được rồi. Đừng để nguội quá nó sẽ không ngon. Khoai lang này mình sắc miếng vừa ăn. Không mỏng, không dày. Khi mình chiên á, mọi người nhìn nó vàng một bên mặt rồi. Bắt đầu mình trở. Thấy cái miếng khoai lang nó phồng lên á là nó đã chín. Nhìn rất là ngon luôn mọi người. Cái món này lần đầu tiên nhà mình làm luôn. Chứ mình hay ăn khoai lang luộc và nướng á mọi người. Nếu mà ai xiên á thì nướng bằng than bằng củi, còn nhà ai tiện lợi hơn thì người ta nướng bằng cái lò chiên không dầu á. Nhưng mà cái lò chiên không dầu mình nướng cái khoai này nó hơi bị khô, nhưng mà rất là tiện lợi luôn. Cái kiểu mà chiên đơn giản truyền thống như thế này chỉ có ở quê người ta mới làm thôi, đúng không mọi người? Khoai lang chiên mẹ mình mới vừa chiên xong nha mọi người. Bây giờ mình với mẹ mình sẽ đổ tương ớt này ra ha. Ăn
ăn xem nó như thế nào nha. Cái ớt này là trên tương ớt Chinsu nha mọi người, rất là ngon luôn. Cái lần kia nè, mời mọi người ăn nha, ngon lắm nè. Ăn với chấm với đường chua, ngon quá. Và tất cả mọi người nha, mình với mẹ ít có thời gian ở bên nhau và cùng nhau làm món ăn như thế này. Vì mỗi tuần chủ nhật mình chỉ về chơi được vài tiếng, sau đó mình đi làm. Chỉ có dịp Tết mình về sum họp cùng gia đình được vài ngày, cùng với mẹ làm thức ăn và quay quần bên nhau như thế này, một khoảnh khắc rất là khó quên. Em dâu của mình nó đang đổ rau câu cà phê và sâm dứa nha mọi người. Tối nay mình sẽ ăn dâu thừa. Muốn cái món rau câu nó đẹp mắt thì cần phải tỉ mỉ, nhưng mà phải vất vả một chút nha mọi người. Em của mình nó cũng siêng, nó làm món rau câu này để mọi người cùng nhau quay quần bên nhau của ngày cuối năm cũ. Nhìn nè, em dâu mình nó làm rất là tỉ mỉ luôn. Một lát ăn mình nghĩ rất là ngon. Mẹ mình đang nhặt thóc gạo á mọi người, để chuẩn bị cho ngày mai nấu cơm. Nè mọi người xem, em dâu của mình nó đổ rau câu trong những cái khuôn mà hình trái này trái kia, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Và đây là thành phẩm nó vừa làm xong. Bây giờ rau câu nó đã đặt lại rồi, mình sẽ mang bỏ vào tủ lạnh để cho có đủ lạnh. Một lát nữa gia đình mình cùng nhau ăn mừng giao thừa. Năm nào cũng vậy mọi người. Còn đây là cảnh bắn pháo bông đêm giao thừa ở quê tôi nè mọi người. Hình như năm nay họ bắn pháo bông ít và thời gian ngắn hơn là năm rồi. Tôi nhớ là năm rồi á, cả gia đình tôi kéo nhau chạy tít ở ngoài ruộng lúa xa, thật là xa, để xem người ta bắn pháo bông đẹp và rõ. Chứ nếu mà tụi tôi á, ở trong nhà, cây cối nó che hết, mình không có quan sát được người ta bắn pháo bông nó đẹp như thế nào. Ước gì lúc nhỏ ngày xưa đó, mình được xem những cái cảnh này chứ rất là đã mắt luôn. Nhưng bây giờ mình lớn rồi, mình cũng được xem những cái tràng pháo bông như thế này, rất là thú vị. Em dâu của mình nó đang cúng giao thừa với mâm trái cây, đèn và hoa, năm nào cũng vậy. Ở nó tự động nó quay không nội? Chưa có động. Cái gì vậy? À, chưa có động tự động nó quay luôn. Quay trong người đúng không? Giống như là mình chỉ cần giơ tay cái là nó quay à. Gia đình mình sẽ ăn mừng năm mới bằng một cái món đây. Khoai lang chiên và rau câu. Đây là món dưa hấu. Bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng chung vui với lại gia đình mình nha. Má ăn trước đi bác. Tâm nó mất rồi. Tâm ra cho. Đây. Ăn với chị tự nhiên không sao. Ăn đi. Nè con. Tắm cho con luôn. Được không? Không biết. Con. Ăn quý nó thôi. Ngon quá. Ăn không? Ăn cục, ăn đi. Ăn đi. Mời tất cả mọi người nha. Ăn sao mà nói ngon. Sao nói gì chứ? Cứ nói chuyện đương nhiên đi, không sao đâu. Ngon được. Giờ ai chiên phải tay ra. Mà nấu chiên ngon. Ngon quá mọi người. Ngon à. Ngon ăn không? Hồi nãy mới giờ. Nhớ gì em sợ. Ăn đi. Ăn tất cả mọi người nha. Mình nào rồi nhỏ? Ăn được không? Ủa, ăn đây hả? Rớt rớt. Thấm hết rồi mình. Ngon. Nắm ra nằm ra ngoài để mua chúng á. Ngon. Món khoai lang chiên này là do mẹ mình chiên nha mọi người. Còn tới nữa là món rau câu, má ăn món rau câu. Còn ăn này vừa đường là bình. Không? Đúng.
sữa. Con ăn không? Con ăn được. Thôi nó ăn được thôi. Được không? Được cái tầm nó được mình. Được tầm đây. Được tầm đây. À. Quyền chỉ đi con. Quyền chỉ đi. Chỉ đi. Đó. Rồi, ăn đi, kết thúc video để cho mình về. Ăn đi, ăn đi. Ăn
Năm nay là nhà mình vui nhất luôn á mọi người. Như thường năm thì không có đầy đủ gì đâu, nhưng mà năm nay có bé Quỳnh, nó theo chồng, nhưng mà năm nay nó ở đây đón giao thừa cùng với gia đình mình, cảm thấy rất là vui. Hai chồng nó mới về một chiều. Bé Quyền thì lúc này cái xinh gái rất là khỏe rồi đó. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, bé Quyền có nói gì với lại Mạnh Thường Quân chị Bảy không? Lì xì với bé Quyền đó. Cảm ơn chị Bảy rất nhiều. Cô Bảy. Cô Bảy rất nhiều. Chúc cô Bảy năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc, tiền vô như nước. Hay quá. Bé Quyền rất hay, cô Bảy hay quá. Để xem có ăn giáo không? Ăn giáo đi. Trang nãy giờ không thấy mặt mẹ Trang, mình lúc lúc sau khi chúng ta ra đó giờ tao mới thấy mẹ Trang. Video đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc. Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý. Bye bye. Bye. Nếu mọi người thấy món khoai lang chiên của mẹ mình và món rau câu của nhỏ em dâu ngon thì mọi người hãy ủng hộ tinh thần cho mình bằng cách chia sẻ rộng rãi video cho tất cả mọi người cùng xem. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những video lần sau.